Hello, chào mừng anh em đã đến với channel của mình nha. Thì hôm nay có phiên bản update mới là ra con tướng Dispo này của cái Pride Chopper ấy. Thì hôm nay mình sẽ review cũng như đánh giá cảm quan mới, dự đoán mới về một tương lai meta chắc chắn là sẽ cực kỳ hấp dẫn, làm cho con game nào của chúng ta sẽ không còn nhàm chán nữa. Cái meta mới của cái biệt đội Pride Chopper này mà khi xuất hiện thì rất là kinh khủng luôn. Anh em biết cái sức mạnh của vũ trụ 11 rồi đấy, người mạnh nhất đứng đầu là Jiren, tiếp theo là Toppo, nhưng mà cái con Dispo này chắc chỉ đứng xếp hạng top 3 thôi. Top 4 thì sẽ là một cái nhân vật là kích duyên ở đây này, Kassero. Mình nhớ không nhầm thì cái nhân vật này là cái ông cái ông già, không phải ông già mà có cái thằng cha nó đeo cái kính một mắt, anh em trông phong cách lắm. À, không biết mình không biết mô tả mơ hình dáng nữa, nhưng mà mình thấy kích duyên ở đây cũng tương đối khó đấy anh em ạ. Con này lên được 10% bạo kích khi có Gohan thần bí này, ngon nhờ, lên được 10% bạo kích lận. Bạo kích của này chắc là quá thừa rồi. Phá thủ khi đánh thường có 100% lên kích này, bạo kích cơ bản tăng 20%, tổng cộng là 30% rồi. Nhưng mà ở những cái phần thần bên này thì nó lại không được cộng nhiều. Sau khi chịu sát thương, tỷ lệ né tăng lên 12%, tối đa là 3 tầng tổng cộng sẽ lên được 36% né. Tí chúng ta sẽ vào phần trình diễn xem qua nha. Nhưng mà nhìn chung sau khi về dịch thì nó cũng giống như cái phiên những cái hình ảnh mà mình giới thiệu với anh em ở tiếng Anh thôi. Tiếng Anh thì dịch ra nó cũng vậy à. Giảm 50 tốc của kẻ địch, kèm hiệu quả chính nghĩa áp chế duy trì hai lượt anh hùng đội Pride Chopper Beta mà có ký hiệu chính nghĩa áp chế sát thương tăng 30%. Con này như kiểu một con tướng búp và giảm tốc mục tiêu và tăng sát thương cho cái biệt đội Pride Chopper. Con này mà kẹp với Jiren chắc chắn, mình nghĩ trong tương lai con này chắc chắn sẽ là một con tướng kẹp với Jiren rồi, không phải bàn luôn nha. Con hit kèm với Jiren tăng sát thương đam cho con Jiren nó lên nó đấm, chắc chắn tương lai con Jiren sẽ là con tướng con hit rồi. Nó sẽ bồi, nó sẽ đánh dấu cái ký hiệu của cái đoàn tia chớp tròn này vào cho Jiren đấm. Theo dự đoán của mình thì con Toppo chắc chắn sẽ là một con tướng hệ đép, hệ phòng ngự, hệ defense ấy. Còn con tướng Jiren là con tướng con hit, nó sẽ chắc chắn là mạnh hơn, mạnh nhất luôn, nó ra nó sẽ mạnh nhất luôn, mạnh hơn cả Brody ấy. Ôi, xem trình diễn đi, nên thuyền nãy giờ hơi mất thời gian xem trình diễn rồi cùng nhau xem qua đánh giá Pride Chopper. Qua hình như mình có thấy team 4 cái thành viên đấy là mình thấy cảm thấy mạnh thôi, những cái thành viên còn lại yếu xìu. Đây là kẹp với một con tướng khác, đó chính là con Goku thần đỏ, Goku đỏ đánh với team AOE. Uầy, đam kinh phết anh em ơi, đam kinh phết đấy, tăng né này, tích được một tầng rồi, tích lên 3 tầng luôn, khả năng né của anh quá ghê luôn, kinh thật. Được chưa, được chưa? Nó có ký hiệu tia sét ở đây này, tia chớp tròn. Nhưng mà trong team này không có cái team vũ trụ 11 nên không tối ưu hóa được lượng sát thương đâu. Ghê đấy. Tiếp tục xem tung công ty nha. Đang ở tên thứ 95, rồi trong tên thứ 94 là Dispo của chúng ta sẽ tung trưởng. Tung trưởng rồi, tia chớp tròn, ký hiệu tích lên đầu của Belmont. Ui, nó né này thì AOE đánh gặp vào con này hơi bị khó luôn. 93, ký hiệu này tồn tại trong mấy turn nhở? Hình như 2 turn thì sẽ trên 94 rồi, nên turn hết turn 92 thì cái ký hiệu tia chớp tròn này nó mới biến mất này. Hoàn đấy anh em, đam cũng ổn, hay do trình diễn hay ổn này thôi, nhưng mà thực chiến nó lại khác ấy. Nhiều khi xem cái này nó khác, nó hơi ảo ấy.
kích nạp ấy anh em. Nhiều khi nhà phát hành cố tình set như này để kích nạp ấy. Cái này phải thực chiến cơ. Nhiều tay to anh em nào đam mê team vũ trụ 11 anh em nào test thì mới biết được sức mạnh thực sự, như xem này chỉ là một cái giá trị tham khảo thôi. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa quảng cáo, dùng thử nó phải có dùng thử và có ấy thì anh em mới biết được. Như này thì những cái team mà bullet, những cái team bullet mà không có đục quét hàng sau ấy thì đánh nó hoàn toàn bị trượt nha. Con này thì chắc xếp vị trí slot thứ tư là ổn, chơi sẽ chơi team hai tăng, chơi team hai tăng đi, chơi team hai tăng hai one hit và một con tướng búp bạo kích. Mình nghĩ con một con tướng búp bạo kích ngon tầm này. Dư này là đánh nhau đến mai cũng không kết thúc được lượt à? Hiệp à? Đang mốt mão chết này. Nó né ảo thật. Như này thì Beerus, Gogeta hoặc là một con tướng nào đánh không thể né tránh thì mới đánh trúng được nó cơ. Chứ nó né nó tồn tại vĩnh viễn mà. Thêm 36% né. Không thể sờ vào được người nó luôn. Nó né hết này. Ảo lắm. Né tiếp. Sao mà sờ được vào người con Dispo này khi nó sẽ ở vị trí thứ tư nhỉ? Chỉ có khét được hết hai hàng sau này thôi. Mà khi nhá, kể cả con Q3 mà nó đánh vào con này nhá, thì với cái tỷ lệ né của nó cực cao ấy, thì nó vẫn né được hoàn toàn hết mà. Nên kèo Q3 với kèo Vegito khi gặp con này vẫn sấp mặt. Thế thì Dispo trong tương lai có thể kẹp được với Beerus không ta? Không, nhưng mà tối hóa sát thương thì chỉ kẹp với con Jiren thôi. Dispo này chắc mạnh nhất khi kẹp với Jiren thôi anh em ạ. Jiren thì không trượt vào đâu được, chắc chắn là một con tướng one hit hoặc AOE. Thì chắc 99% là tướng one hit rồi. Còn 1% là tướng AOE. Ừ, mình quên mình không xem cái tổng lượng sát thương gây ra với... Mình còn xem cái bảng thống kê số liệu đã. Làm cái gì test cái gì cũng phải xem thống kê số liệu. Ôi, bỏ qua đi. Lượng sát thương anh gây ra thì hơn Goku đỏ một chút thôi. Thế thì là cùi. Sát thương không đột phá hơn con cu đỏ thì là cùi. Con này nếu xếp trên Thunder 10 thì mình đánh giá nó chỉ được tầm 7 điểm thôi nhá. 7 điểm. Kích duyên khó, nếu mà người ta có con Gohan thần bí này rồi ấy thì người ta chơi xử team Gohan thần bí này đi. Bây giờ lại phải mua cả Gohan thần bí này. Lại mua cả con tướng Casero này, Casero chắc con tướng SS thôi. Trong phiên bản update mới chắc sẽ ra con đấy. Thì mới chơi được con này, mà con này phải kẹp với một con tướng kẹp với Jiren, mình chỉ thẳng luôn là kẹp với Jiren hoặc là kẹp với Toppo. Toppo thì 90% sẽ là tướng phòng ngự, 10% sẽ là tướng kỹ. Meta mới này cũng hay đấy, rất đáng chờ đón. Ba đốc này thì mình có nhận xét rồi, là tướng one hit mạnh nhất thời điểm hiện tại. Con Casero kia gì không biết ha, tương lai nó là tướng gì, chắc là tướng kỹ, có thể là tướng kỹ đấy.
Clip của mình dừng lại tới đây thôi. Anh em nào có ý kiến gì và đánh giá như thế nào về con tướng Dispo này thì hãy để lại dưới phần comment nha. Đấy, anh em nhận xét gì về cái meta mới này khi mà Viridian thì chắc tầm 1-2 tháng nữa sẽ ra mắt đấy. Phiên bản nước ngoài, phiên bản này sẽ đuổi kịp phiên bản nước ngoài luôn. Phiên bản Việt Nam mà. Xui, rất ngầu. Đấy, thì anh em hãy comment dưới video này nha. Chụp để chúng ta cùng nhau bàn luận Dispo. Vầng hào quang màu tím siêu tốc độ. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.